Tại nhà mình tu cũng là một phương pháp để cầu siêu cho củ quyền thất tổ của mình luôn. Nhớ kỹ nha. Tại gia đình mình tu cũng là một phương pháp để mà cầu siêu cho củ quyền thất tổ mình. Ví dụ như mình còn sống gì đi. Người thân mình người nào là người giúp mình thì chúng ta sẽ nhờ giả họ còn cái người mà mắc rồi của quyền thất tổ ông bà cha mẹ của mình đó, mắc rồi đó họ thấy người nào trong gia đạo biết tu thì nhất định họ sẽ nhờ giả người đó nên tại cái gia đình mình mà mỗi thời tu mà cái lực của đại chúng tám chín trăm người cả ngàn người này nè. còn buổi sáng thì gần khoảng hai ngàn người đó là cái quay lực này không đơn giản đâu nên đó. có một cái cô nọ cổ uh, có một cái nhà mà thờ thờ của quyền thất tổ đông lắm mà gia đình có gì đơn chiếc cô uh, cũng lớn tuổi mà cô cứ suy nghĩ rằng là sau này khi mình mất đi Có nghĩa là Đốt nhang đồ Rồi chăm sóc bằng thờ rồi ai đây Cô cũng niệm Phật giảng sanh Mà cô cứ lặng lặng đặng cái tâm lo lắng vô đó Nhờ người ta thì Mỗi tháng đưa cho người ta 5-6 triệu Rồi sau này mất đi Người ta có tiếp tục hay không Cô gặp những đứa cô hỏi nhưng Đức nói rằng là Chỉ cần ngay chỗ mình tu tập Ngay chỗ mình mỗi ngày niệm Phật Chỉ cần chân thật chịu niệm Phật Cầu sanh cực lạc Thì thăng bằng quyến thuộc Của mình Họ sẽ quy về ngay chỗ mình Để họ tu tập cùng với mình để cầu Giải thoát Đây là chỗ đặc biệt nhất Còn mình theo như là Thế gian đi dụ như cúng kiến đồ thờ cúng đồ thì cái chuyện đó không có sai nhưng không lẽ bây giờ đời đời kiếp kiếp họ hưởng cái hương quả đó làm cô hồn cứ để làm ma đó quý vị không lẽ trong cái cảnh đó cứ dị hoài sao thật sự mình muốn cho họ siêu thoát nên cái đặc biệt nhất mà cúng cho họ đó là mỗi ngày mình niệm phật mỗi ngày mình tu nhân tích đức mình niệm phật mình hồi hướng cho họ đó nó lợi ích hơn cái chuyện mà đốt giấy tiền vàng bạc thắp nhang cúng kiến một trăm ngàn lần tại vì mình niệm phật Mình hồi hướng cho họ niệm phật một câu phước sanh vô lượng lễ phật một lễ tội việc hà sa mình niệm phật mình tu nhân tích đức mà mình hồi hướng mà là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng cho thành phật đạo mình hồi hướng vậy là họ hưởng luôn mà thân bằng quyến thuộc mình họ sẽ quy về nếu họ chưa siêu thoát họ sẽ đi tìm người con cháu nào mà biết tu nhân tích đức dù vì ở tới bên Mỹ họ cũng qua tới đó họ tìm luôn họ tìm đứa nào mà tu hành á họ tìm giống như mình mình có dòng họ mà à, tâm lượng lớn rộng rãi rồi à, biết thương mình mình khổ mình sẽ đi tìm người dòng họ đó, đó mình sẽ đi tìm người dòng họ đó để giúp đỡ mình chứ đó. còn nếu như bây giờ Họ có điều kiện nhưng mà họ keo kiệt họ không nghĩ ngợi gì tới ai chứ mình không đi tiền. Giống như bây giờ mình tu hành mình mình nghĩ cho chúng sanh rồi mình nghĩ cho thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ của quyền thất tổ thì họ nhất định chưa siêu họ sẽ đến gần mình. Mình mỗi ngày tu họ tu theo. Mình mỗi ngày lễ Phật họ lễ Phật theo. Và nhất là 12 giờ khuya. 12 giờ khuya là cái giờ nếu mà thân bằng quyến thuộc của mình mà chưa siêu thoát là họ đến giờ nó nhiều nhất mà cái giờ đó là cái giờ giúp hương linh nhiều nhất một trăm phần trăm ta nói 12 hai giờ khuya gọi là giờ âm giờ âm nhưng mà mình muốn giúp người ta mình tu thì phải ghen nha chứ gặp một mình mà vừa tu mà vừa quái sau lưng sợ ma thì thôi chịu thua đó thua rồi đó đúng rồi đó không Nghĩa là mình tu mà 12 giờ khuya một mình mình đừng có sợ Có cô kia của nó rằng 12 giờ khuya con thích tu Mà mình con tu con cứ uh, gió thổi con cứ dẫn ốc mình Cửa sổ uh, đập bạch, bạch 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 là con hết hồ Nó không được vậy không được rồi Đây nhớ. cái tâm mình tâm nghĩ sự thành mình cứ, cứ cứ cứ, lo sợ mình nghĩ ngợ cái tự nhiên nó, nó, cứ làm cho cái tâm mình cứ cứ, cứ tự nhiên gió phật 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 rồi cửa sổ cứ bạch 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 nó làm gì đó khi sợ rồi là nó kỳ cục lắm rồi cứ uh, tưởng tượng là ai sau lưng đi tới cứ vậy mà tu không có được nên mình cái tâm mình nó tu không ổn sao hồi hướng cầu siêu cho người ta quý vị Thấy không nên những đức nói rằng uh, rất là nhiều người mang nghiệp phá thai hiểu không rồi hương linh thai nhi cũng cũng khổ lắm chứ dẫn đâu quý vị làm cô hồn nhỏ vất vơ vất vưởng không đó. mình mà mình nói mình phát tâm mình tu mỗi ngày năm thờ thứ bảy ngày mai có thêm thờ 12 giờ khuya rồi mỗi tuần thứ bảy rồi 14 29 12 giờ khuya toàn là mấy cái ngày đặc biệt đi mình mình tu tập rồi mỗi ngày năm thờ điều ra gì mình mình tu tập này thăng bằng nguyện thuộc của quyền thất tổ ông bà cha mẹ của mình đã mất rồi hoặc là cha mẹ còn sống Được lợi ích lớn Rất là lớn Mà cái gia đình quý vị từ từ Nó, nó đặc biệt bình an Quý vị cứ, cứ nhớ kỹ nha Mình mà niệm Phật tu hành Dù cho cái nghiệp duyên gì đến với mình Cũng là nghiệp nặng báo nhà Nhớ kỹ cái câu là Thà trả thế gian Để tránh quả báo tam đồ Trả thế gian một nếu như dính vào quả báo tam đồ thì ngang vạn lần khổ đau. Nên mình niệm Phật mình tu hành mình trả thế gian này dù có chung chung khổ đau nó chỉ một thôi. Nhưng nếu như mà mình mà không tu mình lọt vào tam đồ ác đạo thì ngang vạn lần khổ đau. Khổ không thể nào nói hết. cái vị tụng trong kinh Địa Tạng phải không? Mẹ của quan Mục nữ mà nhờ cái công đức của quan Mục tu một công phu của quan một nữ thị hiện không bằng bà la môn nữ nên khi vừa tái sinh là đứa bé không biết nói chuyện ta là mẹ của người đây nói gì tên tuổi sao sao iran hỏi về cảnh giới địa ngục khổ đau sao đừng nói nữa đừng nói nữa không thể nào kể được sự khổ đau trong địa ngục khổ đau đâu nên bậc a la hán chứng quả rồi mà nghĩ là những lúc mà bị đọa thì mồ hôi chảy máu Tóc mồ hôi máu nên đa bằng cái người mà đỏ trong tam đồ ác đạo họ mà nhập sát vô họ kêu đừng nói nữa họ chỉ có khóc thôi họ khóc họ dễ dùng không tưởng tượng được họ khóc và họ dễ dùng không tưởng tượng được vì sao không thể nào nói được hết những sự khổ đau trong địa ngục và cái 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 tâm tư của họ hoàn toàn nó cuồng trí luôn rồi. sự khổ đau đó không tưởng tượng được nên đều nói câu là không tưởng tượng được không tưởng tượng được và chỉ có khóc la dễ dùng thôi không kể được sự khổ đau trong tam đồ ác đạo trong địa ngục vô gián ghê lắm nên mình ở đây mình có khổ đau gì mình có bị thiệt thòi gì mình có như thế nào đi chăng nữa chỉ khổ một lần thôi còn lọt vào địa ngục là ngàn vạn lần mình cứ nghĩ ông bà cha mẹ tổ tiên mình có khi tu không bao nhiêu đâu cả gia đình dòng họ như đức còn rất nhiều người bị đỏ mà bây giờ trong dòng họ chỉ có một mình mình tu tập nè Mình hãy nghĩ gì họ mà mình tính tắn thêm chút đi Rồi những người mang nghiệp phá thai Hãy nghĩ gì các cháu thai nhi mà bị tu thêm Thờ tu cho các cháu đi 12 giờ khuya thức dậy tu Một thời cho các cháu đi Từ hôm nay 12 giờ khuya tu là Mình cứ nói về cái việc Về cái việc mà Cầu siêu cho Phần hương linh tại vì giờ đó có khi người ta tập trung gần mình mình nhiều lắm Nó, nhất là những đức mà ở nơi mà, mà ở nơi mà đông đúc thì cái nơi mà chợ búa đông đúc thì quý vị biết rằng những cái nơi đó, đó càng nhiều nhiều nữa quý vị nha thai nhi càng nhiều mà cái giờ 12 giờ khuya mà mình tu chắc xung quanh mình chắc đầy quá rồi tiếng niệm phật của mình mà mà quang minh phổ chiếu ra thì nó nheo nhấp xung quanh để hưởng được sự sự an lạc của quang minh nên mình chịu khó chịu cực một chút mình tu tập lỡ cho mình lỡ cho chúng sanh nhiều dữ lắm à, quý vị ơi những đức nằm mơ cũng không ngờ rằng chúng ta có cái đậu tràng trên không trung mà cái giờ này mà hơn 800 người tu nằm mơ như đức cũng không ngờ luôn thật sự quý vị luôn những đức nói trong nước và ngoài nước hiện tại chắc chắn quý vị là không bao giờ có cái đạo tràng không chung mà giờ này như vậy thật sự quý vị ba điểm chùa chúng ta lúc đó cũng đông nhưng mà cái giờ này là cái giờ công quả là ba điểm chùa gom lại tu số lượng thì những đức nghĩ cái thời những đức ấy, thì giỏi lắm cũng cái giả cái số lượng này thôi nhưng mà phải lo lắng cực khổ vô cùng nhưng mà bây giờ chỉ có một cái tivi thôi quý vị tivi thôi mà số lượng người tu đông cả ngàn người tu bị nghĩ sao những đức nói những đức nằm mơ những đức cũng không tưởng tượng được mà cái duyên mình với chúng sanh mà thù thắng như vậy luôn tự nhiên lập lên cái râm mà đông vậy bởi vì bây giờ cái râm này rất nhiều người người ta cứ canh là đầy chưa thay đầy chưa cho con mua cái râm thứ tư cứ vậy đó những đức nói rằng cái cô mà đầu tiên mà cổ mà phát tâm á cô nói rằng là Chừng nào cổ mắc xong tiếp tục sẽ có người thay thế cổ để mua rum. Thôi mình tùy hỷ luôn đi quý vị. Khỏi ai đụng vô được với bả luôn. Mình mới luôn rồi đó. Nói là bả từ bây giờ đến khi bả mắc đi. Nghe không? Bả mắc đi bả sẽ tiếp tục có người thế bả làm tiếp tục. Rum đầy là bả mua hết. Vậy đó quý vị. Thích đến mức vậy đó. Tại bà nói rằng là cái đậu chàng trên không chúng này á à, <laughs> bây giờ à, một năm đâu có nhiêu gì đâu mà nó lợi ích quá lớn một ngàn người là bây giờ xây một ngôi chùa cũng chưa chắc hẳn kiếm một ngàn người tu trong ngôi chùa nữa mà bây giờ thật sự lợi ích nó không tưởng tượng được quý vị nên những đức nói rằng là những cái thờ khóa tu này nó tuyệt vời lắm những đức nói những đức nó thật sự mình phát nguyện những đức mà cả đời những đức tu quý vị gì nè tới nào già tu hết nổi nhưng đức bắt cái ghế như đức ngồi kế bên đây tới nào giảng sanh thì thôi thật sự tại vì cái đầu vàng này nó quá đặc biệt tại những đức quý vị như đức đã từng trải qua hết rồi trải qua chùa chiền chúng đông như đức trải qua hết rồi quý vị không có dễ làm cực kỳ khó khăn luôn mà cái chuyện mà mà đứng ra làm vai trò đó rồi cái chuyện giảng sanh của mình cũng khó lắm và thượng tịnh không này nó có hai giai trò mà cẩn thận dính vào có chừng không giải thoát mà đi đỏ nó, Hai cái dây trò mà những đức đã dính đó Trong cuộc đời đi tu những đức đã dính vô đó Mà bây giờ những đức bước ra mà Bây giờ những đức có cái room này những đức nó mừng lắm quý vị ơi Bởi vì bây giờ những đức phải rèn luyện mình và cố gắng Rèn luyện mình và cố gắng Hết lòng hết dạ Nghĩa là mỗi ngày lên tu với vị gì Nên quý vị cố gắng nhớ là Thân bằng quyển thuộc ông bà cha mẹ mình khổ lắm Họ rất là khổ Hương Linh thai Nhi họ rất khổ Chúng ta hãy nỗ lực lên tu Lợi cho mình, lợi cho họ Và phát tâm nguyện Đời này mình phải về thế giới cực lạc Nhất định đời này mình phải về thế giới cực lạc Phải phát cái tâm đó, phải về cực lạc Nhớ nha quý vị Không có nói đời nào ở Không có nói cái lý do chứ Đời này phải về cực lạc thôi vậy thôi nếu đã phát tâm như vậy thì không buồn dặn hay để trong tâm hết chứ giờ không có thiệt thòi gì hết thấy không ừ đang tu phía sau chồng nó gõ lên đầu một cái ai với đạo phật đang tu mà bữa nào nó đi ngang nó đá một đá ai với đạo phật xô một cái té ngang ngồi vị niệm phật nữa không có thấy thiệt thòi không có thấy mình tuổi thăng gì hết Để không thì quyết chí gì cực lạc vậy ư gì cực lạc ai với đạo phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vậy ơi ai với đạo phật hay vậy đâu bạn. Hay vậy đâu bạn.